Congratulations. Yeah. Vâng, vừa rồi là chúng ta đã được xem một màn biểu diễn của các bạn dancer đến từ Nhật Bản. Và đó là bốn người bạn đã đến với trường trong đêm nay. Đây là bốn thành viên của nhóm mà đã giúp cho trường rất nhiều trong show ngày nay, tạo nên một cái hình ảnh rất là mới. Và trường xin được trân trọng giới thiệu với quý vị các bạn từng thành viên một. Đầu tiên là ca sĩ. Và người thứ hai là Asuka. Và người thứ ba là Tomomi. Và người cuối cùng, anh có một mái tóc rất đặc biệt và phong cách rất là ấn tượng đó mà. Vâng, Mijama. Yeah. Thank you very much. Thank you, dancer.